Đến tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh, chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Ông Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông, cùng 9 điểm cầu là các huyện, thành phố trong tỉnh và đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đến tham dự. Tình hình tai nạn giao thông quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ, làm chết 14 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu, đường bộ, đường thủy không xảy ra. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố đã triển khai vào cuộc rất nghiêm túc, quyết liệt, đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền. Công an tỉnh tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư được 49 cuộc với 7.193 lượt người dự, cấp phát 250 cẩm nang và 15 thư ngõ vận động lái xe chấp hành luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, trong quý, tình hình tai nạn giao thông vẫn xảy ra mà nguyên nhân chính do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng đột ngột, không báo tín hiệu, không thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Để khắc phục những tồn tại vướng mắc trên, thành viên Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố đã tập trung nêu ý kiến khắc phục những lỗi vi phạm thường gặp nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên cả 3 tiêu chí trong thời gian tới. Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị. Các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đó, anh em mình cùng nhau phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương của chính phủ, của thủ tướng, của bộ công an, bộ giao thông, của bộ ngành dọc của mình đó, và của tỉnh ủy, ủy ban về chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị của mình tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông và xây dựng cho tốt cái văn hóa giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố phải nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, của ban an toàn giao thông, rồi đạt cái mục tiêu là giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương, để huy động các cái lực lượng tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, rồi tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của mình, rồi xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường như đã tôi nói thuộc địa bàn của mình, thì các huyện không chỉ phải làm tốt cái việc đó